về. Đây, em đang tiếp mẫu dây nam cho mấy anh nha. Dây nam cho mấy anh đây. Mẫu ống vuông như thế này ha, tầm mấy cái dây nam của em tầm 2.8, 2.7 nè. Đó, nhẹ vàng nhưng rất là chắc chắn nha mấy chế ơi, cứ yên tâm ha. Mẫu ống vuông nè, còn không thì chạm máy một xíu nè, mắt xích như thế này. Đó, bản bọng bên trong nè. Đó, mấy mẫu dây nam này em về nha, tầm 1.7 đến 2.8 nha. Đó, nhưng mà tầm 3 chỉ thôi nè. Đó, mẫu dây nam rất là nhiều mẫu đây luôn. Chị em nào mà ưng thì nhắn tin cho em nha, em sẽ chụp mẫu rõ ràng cho mình nha. Đó, cái mẫu mắt xích nè, trên đây nó có chữ kim tiền. Đây nó có hình kim tiền ha. Đó, không thì ống vuông như thế này, đơn giản rất là dễ thương. Mấy anh nam đi học không cho mấy bé đi học đây cũng được luôn. Cái này ống vuông bản xích nhưng mà to hơn xíu nè. Còn cái này là mắt rồng ha, ống nhanh lắc hỏa tiễn mắt rồng. Đó, rất là xinh luôn. Mẫu dây nam hôm nay rất là nhiều kiểu cho mình lựa chọn luôn nè. Đó, đơn giản dễ thương, bao chắc chắn. Đây, cái mẫu ống vuông này có chữ phát tài luôn nha mấy chị. Cái mẫu dây nam này có chữ phát tài luôn nha. Đó, dây kim tiền thì chịu phát tài luôn. Còn không mắc xích đơn giản nè, không có họa tiết nhiều nè, đơn giản dễ thương. Rồi mắc xích rất ha, rất là xinh luôn. Đó, còn ống rồng họa tiễn, ống rồng tiễn này bản to hơn xíu nè, bé bé xinh xinh rất là dễ mua ha, mình phải làm quà cho mấy anh luôn nha. Chị nào mà đang trong livestream của em thì đây, nhiều sự lựa chọn cho mình luôn nè. Đó, rất là nhiều kiểu luôn. Đó, tầm 1.7 đến 3 chỉ nha. Đây, rồi qua mẫu nha. Mẫu này để em dời đây xíu nha. Đây nha mấy, đây nha mấy chị yêu nha. Các bạn mẫu này cũng như dây nam nè. Đây, cái này là ống dây họa tiễn, ống mắt rồng nè. Đó, nó chạm khắc rồng trên đây ha, đeo rất là cá tính mạnh mẽ nè. Còn cái này giống vậy nhưng bản nhỏ hơn xíu. Vậy dây này tầm như vậy. Đây nha mấy anh chị, còn không thì mình sẽ đeo dây cong Hàn Quốc có mắt rồng. Đây ha, dây cong Hàn Quốc có mắt rồng. Dây này là truyền thống rồi, đeo rất là bền và chắc luôn. Nó sẽ chạm máy nhẹ cho mấy anh đeo sáng nha. Đó. Còn không thì ống họa tiễn vuông xíu, ống dây cong nè, dây cong vuông xíu nè. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, cái này là dây cong tròn nha, cũng là mắt rộng luôn. Đây, mấy này mình làm quà cho mấy bé cũng ok luôn nha mấy chị. Đây ha, loại dây nam này rất là nhiều luôn. Đó, ơn mẫu nào nhắn tin cho em liền. Đây, lắc cái gì? Đây nè, lắc cái gì cầm hay sao? Đây nha, cái mẫu dây này là hoành tráng hơn xíu nè, tầm 3 lượng rưỡi đến 5 lượng nha. Một là dây cong trơn như thế, một là dây cong trơn xích như thế này ha, nó sẽ làm bóng, sẽ không có chạm máy cho mấy anh đeo sợ mà chói lóa xíu thì đây, sự lựa chọn cho mình nha. Còn ở đây sẽ là dây cong Hàn Quốc nhưng mà nó sẽ có mắt rồng như thế này, chạm máy rồng như thế này với hình kim tiền ha. Đó, tầm 3 cây rưỡi đến 4 cây nha mấy chị. Tắt luôn. Đây nha, đó chị của em ra lấy cái lắc cẩu bốn lá rồi nha, em còn 4 cái nha. Đây em về được một cái xích rỗng như thế này, hình con rồng. Đây nha, khối lượng vàng này tầm 7.2, em về được một cái duy nhất luôn nha, khối lượng vàng tầm 7.2. Đó, cái mắt xích này nó rộng rộng hơn xíu nè. Này không thấy comment của mấy chị không ta. Đây ha, tầm 7.2 nha mấy chị, có một dây duy nhất luôn nha. Nó bao hoành tráng luôn mà chỉ có 7.2 thôi nè. Đây nha, em lên tiếp một số mẫu lắc dây chuyền khuyên lật nha. Em chào chị Ngô Thị Xuyên Vân nha, hello cả nhà. Cái dây khuyên lật này mình đem về lại rồi nè. Nó tầm 3.5 chỉ, 3.5 đến 7 chỉ nha, 3.5 đến 7 chỉ. Đây dây nam nữa đây đều được luôn nha mấy chị, mấy cái dây nam mảnh mảnh thì nữa đây được luôn nha. Đây khuyên lật nó sẽ
sẽ làm bóng ha, bóng toàn bộ luôn, không chạm máy nhưng mà nó vẫn sáng cho mình luôn nè. Đó, trường hợp anh nào muốn đeo ngắn lại thì em phải chỉnh lại cho mình được luôn nha. Đây, mẫu dây khuyên lồng tầm 3,5-7 triệu nha. Đó, rất là dễ thương luôn, nhiều cỡ, nhiều đi cho mấy chị mình luôn nè. Đây, nhiều cỡ, nhiều đi luôn nha, rất là sáng luôn. Chia sẻ livestream cho em mấy nhà chị yêu nào đang xem, cho em xin một lượt tim, một lượt chia sẻ với nha. Khi mà mình cái bản dây cong này em lên bản nhỏ hơn xíu nha, tầm 2 lượng, mẫu hồi nãy là tầm 3 lượng 5 lượng ha, còn này nhẹ hơn xíu tầm 2 lượng nè. Đó, nó cũng là dây xích trơn như thế này, hoặc là chạm kim tiền mắt rộng như thế này ha, tầm 2 lượng nè. Đó, mấy anh nào bữa hỏi em dây hoành tráng, dây cong đơn giản này, dây xích đơn giản này em về lại rồi nha, đủ nay đủ size cho mình luôn, đủ kiểu, nhiều sự lựa chọn cho chị mình luôn. Em chào chị Ngân Phương nha, em chào cả nhà nha. Em về được một cái lắc khuyên lật chạm máy có hình kim tiền trên đây, em về được một cái duy nhất luôn. Mẫu anh em lại mới vừa cập nhật tới bến luôn nha, là em lên đây khui hàng cùng chị em mình luôn. Cái này tầm 7,2 nha mấy chị, tầm 7,2 nha. Đây, mấy cái lắc khuyên lật bọc bọc như thế này là dễ đeo nè, mình dễ làm quà cho mấy anh nữa nè. Tầm 7,2 nha, giá vàng hôm nay 610 là 3,220 một chỉ nha. Bây giờ em lip sơ cho mấy chị coi, còn nhiều mẫu lắm. Đây nha, em về được một cái đô dây chuyền mà chạm máy hai màu mắc xích như thế này cho mấy anh ha. Cái này có lượng dây sẽ tầm một lượng, em coi lắc nữa tầm cây rưỡi. Chị Ngọc Vàng ơi, mình đang muốn xem lắc nữ như thế nào ơi chị, mình vàng. Comment cho em biết chứ được không? Vàng. Lắc nữa kiểu như thế nào vậy chị? Lắc xoắn. Mấy cái chàng á, điều này. Lắc xoắn ý á, xoắn lá đó. Có mấy cái chàng hình con gà đó. Em nhà chị Bích nha, đợi em xíu chị Ngọc Vàng ơi, em lấy cho mình coi nha. Mấy cái mẫu dây chuyền chạm máy và phối hai màu như thế này á, tao cầm tầm 1 cây đến 2 cây nha mấy chị. Đây ha, đây này em bán chạy em luôn á. Đây chạm máy hai màu này rất là sáng luôn nha, mảnh dễ thương, bản to hơn xíu em có luôn. Hay nha, đây em lên mà lắc xoắn đó chị Ngọc Vàng nha. Rồi em xíu nha, em đeo cho chị coi nè. Đi em lên cái mẫu dây nam, cái mẫu ống mắt xích tròn như thế này của Việt Nam nha. Đó, khối lượng gì em có tầng 5 lượng, em có sợi nhỏ là 3 lượng, sợi lớn là 5 lượng nha mấy chị. Đây nha, sợi này 5 lượng nha, sợi này là 3 lượng nè. Đó, chị Ngọc Vàng ơn mẫu này nhắn tin comment cho em biết với nha. Đó, em sẽ thôi giúp mình cắt bức cam ra nè, mình sẽ trừ màng ra lại nha. Đó, đây cái mẫu ống, cái mẫu mắt xích tròn vuông ống rồng này có từ 3 lượng đến 5 lượng nha. Đó, xuất sắc chưa, em về được 2 dây. Mấy cái hoành tráng này em về được số lượng có hạn thôi, được 1 cái duy nhất thôi.